Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn vào một ngày mới. Thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng, nhằm duy trì và phát huy giá trị truyền thống những cái mẫu nhà đã đi vào lịch sử ở miền Tây như nhà ba gian, nhà hai gian hai mái. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến mỗi người một cái mẫu nhà hành lang chữ L hai mái ở miền Tây. Đây cũng có thể xem là một cái mẫu nhà truyền thống ở miền Tây, vì khi có dịp về những vùng quê nông thôn, các bạn sẽ bắt gặp rất là nhiều hình ảnh những cái mẫu nhà có cái hành lang chữ L. Nhưng trong cái mẫu sản phẩm thiết kế lần này, mình sẽ cải tiến đó, vẫn duy trì cái giá trị truyền thống nhưng mà cải tiến đó để phù hợp với cái thời điểm hiện tại. Mẫu nhà cấp 4 này được thiết kế với chiều rộng là 7m, chiều dài là 17m, được thiết kế đầy đủ công năng các phần sảnh trước và các sảnh bên liên kết thành hình chữ L, một phòng khách kim phòng thờ, 3 phòng ngủ, một khu vực bếp và một nhà vệ sinh, có thể nói rất là rộng thoáng và đầy đủ công năng. Mẫu nhà này được thiết kế là hai mái nha các bạn, vì ở những cái thập niên 80-90 thì cái mẫu nhà hai mái được rất là nhiều bà con mình ưa chuộng lựa chọn xây dựng, và đây cũng chính là một cái nét rất là đặc trưng với những cái mẫu nhà ở miền Tây, vì cái mẫu nhà hai mái này nó mang đến cái vẻ đẹp ở cái cánh én các bạn, giúp cho cái mẫu nhà nó càng trở nên cao ráo và thuận lợi trong cái quá trình mà mình trang trí tạo điểm nhấn ở cái chữ A cánh én này. Mẫu nhà này mình thiết kế nhằm mục đích là giữ gìn và duy trì những cái nét truyền thống những cái mẫu nhà ở nông thôn, nhưng mà nó cũng có những cái nét hiện đại nhưng nó không có đổi thời tại cái thời điểm mà mình xây dựng, vì nó được sử dụng những cái vật liệu và những cái phần trang trí rất là hiện đại tại cái thời điểm bây giờ. Mẫu nhà này nó rất là phù hợp với gia chủ yêu thích những cái nét cổ điển, những cái mẫu nhà ở miền Tây, nhưng mà vẫn toát lên đó là một cái nét rất là hiện đại, rất là trẻ trung. Vì sao cái mẫu nhà hành lang chữ L đã được rất là nhiều bà con mình lựa chọn xây dựng các bạn? Vì cái độ lưu thông gió và ánh sáng và cái rộng thoáng của nó đến từ cái phần sảnh trước và cái sảnh bên này, giúp cho mình rất là thuận lợi trong cái việc quá trình lưu thông đi lại, cũng giống như là lưu thông gió và ánh sáng đến từ cái phần sảnh L này. Mặt tiền thì cũng được thiết kế rất là đơn giản các bạn, phần cột thì được thiết kế là cột vuông, kẻ chỉ, đế vuông. Không có quá nhiều những cái chi tiết trang trí cầu kỳ phức tạp, nhưng mà nó vẫn tạo nên một cái độ cứng cáp và sang trọng cho cái mặt tiền mẫu nhà cấp 4 này. Chia sẻ thêm về cái phần mái, mái được thiết kế là hai mái, nhưng cái lúc này đó là mang cái hơi hướng là cái mái lệch nha các bạn. Vì theo phong thủy cái phần mái sau sẽ cao hơn cái mái trước, thì cái việc mà cao ráo của cái mái nó sẽ để được đẹp hơn. Có thể nói là đây cái hai mái này là một cái phiên bản của cái mái lợt đó các bạn. Về cái vật liệu mái thì mình có thể là lợp cái ngói Thái hoặc là cái ngói Nhật. Tuy nhiên nếu mà mình yêu thích cái phong cách cổ điển thì có thể là lợp ngói đỏ. Còn trong trường hợp bà con mình cái chi phí cái hạn hẹp nữa mà muốn yêu thích cái mẫu nhà này thì chuyển sang lợp tôn giả ngói nha các bạn. Ở một số video trước mình cũng chia sẻ về cái độ rộng của cái hành lang này bao nhiêu là hợp lý, thì mình cũng chia sẻ là nó dao động từ 2m cho đến 2m rưỡi. Còn nếu như cái hành lang mà nó không có đúng như cái khoảng cách này thì mình sử dụng sẽ rất là khó khăn và cái mẫu nhà của mình nó sẽ không có được đẹp và rộng thoáng. Vì cái chiều cao nền nó thì được thiết kế là 5 bậc tam cấp, tổng cái chiều cao là 750, giúp cho cái ngôi nhà của mình nó trở nên nó cao ráo hơn và nó hoành tráng hơn, nó cân xứng với cái ngôi nhà của mình hơn. Mình cũng rất thích những cái mẫu nhà có hành lang chữ L này, vì cái hành lang này mình có thể tận dụng đó làm rất là nhiều việc như là tiếp khách, uống trà, và trong cái trường hợp mà nhà mình có đám tiệc thì có thể là tiếp khách cũng giống như là đãi tiệc ở cái hành lang chữ L này, cũng rất là thuận lợi và rất là hợp lý. Về cái màu sắc của mẫu nhà này, mình chủ đích là lấy phối là màu tím hoa đậu biếc,
Nhưng trong cái trường hợp mà cái gia chủ mình không có thích cái màu này, hoặc là mình muốn chọn màu theo phong thủy, thì có thể là phối lại cái màu này theo sở thích, cũng giống như là theo cái màu phong thủy của gia chủ. Về cái phần mà lan can á, thì mình sẽ thiết kế là lan can hở những cái cục ram gió nghệ thuật các bạn. Mình cũng chia sẻ một phần là bà con mình không nên bỏ qua cái phần cái lan can này, vì nó giúp cho ngôi nhà mình nó trở nên cứng cáp và nó liên kết được tốt hơn. Và cái lan can là một cái cấu kiện trang trí rất là đắt giá và là một cái điểm nhấn cho ngôi nhà của mình. Chính vậy mà mình cũng không nên bỏ qua. Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ nhà cấp 4 truyền thống hành lang chữ L 2 mái ở nông thôn với chiều rộng là 7m, chiều dài là 17m, gửi đến bà con cô chú bác và anh chị có thêm sự lựa chọn về một cái mẫu nhà mang hơi hướng cổ điển, gửi đến bà con cô chú bác và anh chị có thêm sự lựa chọn và sự tham khảo trước khi xây dựng cho mình một căn nhà như mơ ước. Mình chia sẻ thêm một phần nữa về cái phần chi phí hoàn thiện của một cái mẫu nhà như thế này. Về phần nhân công, nó sẽ dao động từ 1 triệu cho đến 1 triệu 2 một mét vuông. Còn về hoàn thiện gồm các vật liệu và nhân công của một cái mẫu nhà như thế này, nó sẽ dao động từ 5 triệu cho đến 1 mét vuông nha các bạn. Vì thật ra cái mẫu nhà hai mái này về tốn về chiếc chi phí vật liệu, nó không có thua kém gì nhiều so với cái mẫu nhà mái Thái. Có thể nói đây chính là một cái mẫu nhà rất là mới lạ, có sự kết hợp rất hài hòa giữa cái phần mái và cái phần hành lang chữ L. Có thể nói là tạo nên một cái điểm nhấn và một cái điểm rất là mới mẻ cho cái mẫu nhà cổ điển ở miền Tây. Ở nông thôn với một cái mảnh đất rộng, vườn cây ăn trái mà mình xây dựng được một cái ngôi nhà như thế này, đó chính là niềm mơ ước của rất là nhiều bà con mình, phải không các bạn? Và thật sự đây chính là một cái mẫu nhà mà rất là đáng mơ ước. Video của mình đến đây là xin kết thúc, và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.